Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi ok các bạn ơi, thì ngày bữa nay ha, có các bạn hàng xóm mới tặng cho mình một cái trái bầu bự quá trời quá đất. Đây là trái bầu nó dài thượt luôn nha các bạn. Là mình trái dài quá thì mình sẽ chặt nó ra làm đôi đó. Là mình sợ mất thời gian các bạn ha, là mình đã bào sẵn hết trơn rồi. Đó, trái bầu này rất là non, tươi xanh luôn. Đó, mới tặng cho mình bà hàng xóm ha. Thì cái trái bầu này đó thì bữa nay mình sẽ kho, nó kho chay là để mình ăn chay mấy ngày này mà nó để kho chay. Thì sẵn mình làm clip vô nhỏ mình chia sẻ với các bạn ha, để các bạn coi chơi cho vui ha. Thì đây là trái bầu, đây trái bầu ha, đây là đường ha. Rồi còn kia là tiêu với bột nêm súp gà, đơn giản vậy thôi đó. Rồi còn đây là nước tương hai các bạn, đây là muối. Còn ở đây là không thể thiếu tương ớt nha các bạn, đây là tương ớt sriracha nó. Thì bây giờ mình làm tới đâu mình sẽ thưa với các bạn tới đó nha. Ok, cái này thì các bạn phải khứa khứa như vậy nha các bạn. Các bạn khứa 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 như vậy đó, để khi mà các bạn kho đó cho cái gia vị nó thấm vô đó, cho nó thấm vô khi các bạn ướp, trước khi kho các bạn ướp trước để cho cái gia vị nó thấm vô trong cái miếng bầu này đó. Rồi khi các bạn kho là các bạn ăn nó rất là đậm đà. Thứ nào chịu nổi nó ha, các bạn nhớ ha, khứa khứa như vậy. Hồi các bạn trước khi kho các bạn ướp đó nha. Thì bây giờ trước khi mà mình kho đó thì các bạn sẽ ướp trước nha, ướp trước cho cái bầu này nó thấm hết rồi mình mới kho, ăn nó mới ngon được ha. Thì bây giờ trước khi hết á thì các bạn cho vô cho mình là đây là ba rô ha các bạn, ba rô. Rồi rồi bây giờ các bạn cho vô nước tương giùm cho mình. Bột nêm nha các bạn. Và đây là đường. Rồi, còn đây là tiêu. Rồi ha, các bạn trộn đều lên. Rồi bây giờ các bạn để vô trong bầu các bạn ướp giùm cho mình nha. Rồi ok các bạn ơi. Thì bây giờ là gia vị các bạn ướp đều như thế này ha. Rồi xong rồi các bạn để khoảng 15-20 phút dùng cho mình nha, để cho tất cả gia vị nó thấm vô trong miếng bầu. Rồi khi các bạn kho nó mới thấm, nó mới đậm đà cái miếng bầu nha các bạn. Nãy giờ mình ướp được khoảng 20 phút rồi ha. Rồi thì bây giờ cái giai đoạn này các bạn chuẩn bị là các bạn sẽ chiên nó dùng cho mình nha. Lên một cái chảo ha. Rồi các bạn để vô chiên đó. Rồi ha, bây giờ các bạn cứ chiên nó. Cái món này nó rất là đơn giản nhưng mà ăn cơm là hết ý nha các bạn. Bầu mà kho chay này là kho, phải kho đúng điệu thì các bạn ăn chịu không nổi đâu. Rất là ngon. Ok các bạn ơi, thì bây giờ các bạn chiên vàng vàng như vậy là đã được rồi nha các bạn. Vàng vàng như vậy rồi. Xong rồi khi mà các bạn kho lên là các bạn ăn chịu nổi. Thơm ngon vô cùng. Rất là ngon. Các bạn ăn cái món chay dân dã này rất là dễ làm và ăn bao ngon. Bây giờ mình còn hấp bao nhiêu mình sẽ chiên hết nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ là mình chiên như vậy là được rồi ha. Đó là cái chảo cuối cùng, mình sẽ cho nó ra dĩa luôn. Thứ nào chịu nổi. Mình đã chiên xong rồi ha.
Thì bây giờ các bạn bắt lên dùm cho mình cái chảo, các bạn thử dùm cho mình ba rô. Đây, cho ba rô nó thơm lên. Rồi ok, thì bây giờ các bạn ba rô nó thơm rồi đó. Thì cái nước ướp hồi nãy đó các bạn, cái nước mà các bạn ướp cái bầu đó ha, thì bây giờ các bạn cho vô dùm cho mình. Xong rồi các bạn nêm dùm cho mình là dầu hào chai. Rồi xong rồi các bạn cho vô dùm cho mình một cái lon nước dừa nha các bạn. Nước dừa coco á, ít thôi, nửa lon thôi nha các bạn. Xong rồi các bạn đệm dùm cho mình là tương ớt ăn phở đó ha, tương sriracha đó, tương ớt ăn phở. Rồi các bạn đệm vô dùm cho mình là bột nêm chay đó cho các bạn. Rồi à, nước tương. Rồi thơm phức luôn. Đây là cái bài mà kho rất là thơm ngon nha các bạn, đường. Rồi ha, bây giờ các bạn cứ mở lửa ha. Các bạn đánh cho nó tan ra, cho nó đều với nhau, hòa quyện với nhau tất cả các loại gia vị. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ nó đã sôi rồi. Bây giờ các bạn nêm cho mình một chút xíu tiêu. Tiêu vô để cho nó thơm ngon, đậm đà ha. Thơm ngát luôn, thứ nào chịu nổi. Rồi cái món này rất là đơn giản như các bạn, nhưng mà các bạn ăn chịu không nổi. Đó thì cái bầu này á, mình đã chiên hồi nãy rồi, nhưng mình đã thưa với các bạn nha, mình đã chiên rồi, mình đã ướp nó xong rồi chiên nó. Nó chiên xong rồi bây giờ các bạn kho nó, các bạn ăn coi như là không thể nào chịu nổi. Cái món rất đơn giản, một cái món dân dã nhưng mà các bạn ăn chịu nổi. Thơm phức luôn. Rồi ha. Rồi bây giờ các bạn để lửa riu á, các bạn kho riu cho gia vị nó thấm vô trong cái miếng bầu. Sẵn mình xin phép định xin thưa với các bạn nha, thì clip của mình đó, mình hướng dẫn chia sẻ những cái cách mà nấu những cái món chay cũng như mặn rất là ngon, cái cách thức bao nhiêu, cái công thức như thế nào đó thì mình chia sẻ hết với các bạn. Thì các bạn xem video mình đó, thì các bạn nếu mà muốn nhận thêm những cái món ngon mới khi mà mình phát hành ra, thì các bạn vui lòng các bạn bấm dùm cho mình like hoặc là một cái share, để cho sau này mình phát hành nữa thì các bạn sẽ nhận được sớm nhất những cái món ăn ngon của mình phát hành ra. Một lần nữa mình cũng xin cảm ơn các bạn nha. Thơm quá các bạn ơi, thơm phức luôn. Cái món này là món dân dã nha các bạn. Món này ăn các bạn ăn cơm ngon lắm, mà các bạn phải làm phải đúng như cái cách của mình. Đây là cái tuyệt chiêu mà của mình làm rất là lâu rồi. Cách thức này là cái cách thức của riêng của cái channel Kali Món Ngon Dân Dã nha các bạn. Các bạn mà làm một cái món đơn giản như thế này thôi, các bạn ăn cơm là bao ngon luôn. Không ngon mình trả tiền lại cho các bạn. Thứ nào chịu nổi. Chỉ có mấy miếng bầu thôi mà biến tấu ra thành một cái món rất là ngon. Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ như vậy là đã được rồi nha các bạn. Các bạn kho là các bạn phải canh lửa cho vừa thôi, không có kho nhiều quá. Kho nhiều quá nó sẽ mềm, nó mất ngon. Các bạn kho như thế nào để cho cái miếng bầu nó còn sừng sực thì cái đó là các bạn, cái tay nghề các bạn là giỏi rồi đó. Ok ha. Rồi bây giờ các bạn tắt lửa giùm cho mình đi, thơm phức luôn. Bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa nha các bạn, mình mời các bạn nha. Đúng rồi, thứ nào chịu nổi.
thơm phức luôn. Thì bây giờ cái món bầu kho của mình nó đã hoàn tất rồi ha. Thì mình làm tới đâu mình chia sẻ với các bạn rất là tận tình và tỉ mỉ. Tuy rằng cái món này là cái món bầu kho, thì cái món này bầu kho nghe nói thì nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà mình muốn làm mà cho nó ngon, cho nó đặc sắc, cho nó rất là thuần túy thì không phải dễ. Thì mình phải làm đúng của nó thì nó mới ngon, nó mới chất lượng được. Ha, thì mình làm tới đâu mình chia sẻ với các bạn rất là tận tình ha. Trước khi mà các bạn làm thì các bạn xắt xắt nó ra rồi các bạn ướp nó trước để cho nó thấm. Các bạn ướp khoảng 20 phút, giống như mình đã thưa với các bạn đó. Các bạn ướp khoảng 20 phút xong rồi các bạn chiên nó. Các bạn chiên nó xong rồi thì các bạn làm một cái nước sốt rồi các bạn hãy kho nó. Khi mà các bạn làm đúng như vậy rồi thì các bạn ăn cơm các bạn không thể nào chịu nổi. Rất là ngon. Đồ chay mà. Các bạn làm như vậy các bạn ăn chịu không nổi. Đó là bầu kho. Nó rất là béo nha các bạn. Ướp trước nha các bạn ướp trước rồi các bạn hãy kho nó. Thì bữa nay cái trái bầu này á, là của cái cô hàng xóm tặng cho mình. Thì mình làm cái món này, mình chia sẻ với các bạn luôn. Rất là thơm ngon. Béo lắm, các bạn ăn cái này là các bạn chiên mà. Mình chiên xong rồi mình kho. Nó thì các bạn kho là cái nước sốt của nó đó. Các bạn sử dụng bằng là cái nước dừa coco. Các bạn dùng cái nước dừa coco đó các bạn làm cái nước sốt các bạn kho nó. Thì các bạn ăn không thể nào chịu nổi cái món này. Bầu kho, đây là một cái món tuyệt chiêu của Cali Món Ngon Dân Dã nha. Các bạn, mình tặng cho các bạn ăn chay. Đó thì các bạn làm như thế này, các bạn ăn là coi như là các bạn sẽ mê luôn. Rồi ha, ok ha. Mình không có muốn làm mất thời gian các bạn nha. Mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Mình xin kính chúc các bạn được sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Cái món này mình mong rằng các bạn sẽ làm xong cái món này các bạn cho gia đình dùng. Mà các bạn cảm thấy quá ngon, quá ngon luôn thì các bạn cho mình xin một like với một subscribe. Để sau này mình có nhiều một cái món chay ngon nữa thì các bạn sẽ nhận được sớm nhất. Nó ha, rồi mình xin phép chào tạm biệt. Bye bye các bạn nha.